Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian thực hiện cách ly tại trung tâm cách ly số 1 của tỉnh, trường quân sự tỉnh tại thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, những công dân trở về từ vùng dịch đã luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình của cán bộ chiến sĩ. Và trong trận chiến không tiếng súng này thì tính quân dân, bản chất anh bộ đội Cụ Hồ lại được phát huy. Đó cũng chính là động lực để cùng nhau chiến thắng và đẩy lùi dịch bệnh. Đã hơn một tháng nay, kể từ đợt cách ly thứ nhất đến nay, ngày nào cũng vậy, từ đầu giờ sáng đến cuối giờ chiều, thậm chí là cả đêm, Trung úy bác sĩ Lê Duy Vinh lại khoác trên mình bộ quần áo đặc chủng để cùng với các đồng đội đến từng phòng thăm khám, kiểm tra diễn biến sức khỏe của từng người. Dù đây là công việc khó khăn, vất vả, thậm chí là nguy hiểm, nhưng anh cùng các đồng đội xác định rõ đây là nhiệm vụ của người lính mà đã được giao là phải chiến thắng. Động viên vợ, rồi là ở nhà chăm lo con cái cùng gia đình để mình an tâm công tác. Buổi tối khi việc xong thì qua điện thoại gọi để nói chuyện tâm sự với con cùng gia đình. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, trong suốt hai đợt cách ly, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, hết mình với công việc được giao. Từ việc chuẩn bị cơ sở vật chất, đón nhận công dân về, bố trí chỗ nghỉ, tập luyện thể thao đến việc cài đặt mạng Internet. Liên tục thay đổi, cải tiến chế biến món ăn làm sao để hợp khẩu vị với người dân. Mỗi bữa ăn của người dân mà cảm thấy bà con mà ăn ngon là cái niềm vui của anh em tôi. Sự nhiệt tình trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ đã mang đến cho trên 300 công dân trở về từ vùng dịch châu Âu cách ly tại đây có một cuộc sống thoải mái, vui vẻ và đủ đầy. Những lo lắng về khu cách ly đã không còn, mà thay vào đó là sự tin tưởng yên tâm, gần gũi thân thiện. Vào phòng khu cách ly thì cũng nhìn thấy là trong phòng của mình có từ những cái nhỏ nhất, công tác chăm sóc thì phải nói là tuyệt vời, và khi mà vào khu cách ly thì cực kỳ là yên tâm. Cháu được chiều như là cậu ấm cô chiêu luôn ấy. Ăn ngủ rất là đúng giờ, đặc biệt là bữa cơm rất là đầy đủ. Mọi người ai cũng nghĩ là đợt này sẽ kiểu béo lên ý. Mấy ngày đầu thì cũng rất là lo, rồi dần dần thì bọn cháu nhận được rất là nhiều sự quan tâm từ các cô chú bác sĩ và cả các chú bộ đội ở đây nữa. Cháu rất cảm ơn các cô chú đã rất là quan tâm và chăm sóc chúng cháu ạ. Chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc đợt cách ly lần thứ hai. Hiện toàn bộ trên 300 công dân trở về từ vùng có dịch châu Âu và Mỹ. Cách ly tại đây đều có sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái. Kết quả này sẽ là động lực quan trọng tiếp sức cho những người lính trong trận chiến không tiếng súng nhưng đầy gian nan này.